Sáng nay, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup lần thứ 3 năm 2022. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup năm 2022 nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị các kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho các bạn đoàn viên thanh niên của trường, tạo môi trường cho các hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong trường, phát triển tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, tìm kiếm lựa chọn các ý tưởng sáng tạo và dự án xuất sắc có tính mới khả thi để tư vấn huấn luyện, hoàn thiện sản phẩm, ươm tạo để tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp trong từng năm và triển khai thành công thành các startup trong tương lai. Chúng tôi cũng đã có sự ký kết với các hợp tác xã doanh nghiệp, mà đặc biệt là hiện nay chúng tôi đã vừa ký kết với là hợp tác xã sản xuất và dịch vụ thương mại nông nghiệp toàn diện, và cái sự ký kết này chúng tôi sẽ cùng với doanh nghiệp ngay từ đầu để tuyển chọn những ý tưởng, cũng như là doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi trong quá trình các em tham dự các cuộc thi, và trên cơ sở đó là doanh nghiệp sẽ có cái hướng là sẽ hỗ trợ luôn cho các em trong sau khi mà cái cuộc thi kết thúc. Cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội với các lĩnh vực như khoa học công nghệ, công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục y tế, dịch vụ du lịch, tài chính ngân hàng, kinh doanh tạo tác động xã hội. Các dự án dự thi được đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên chuyên môn. Các ý tưởng dự án có thể phát triển từ các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, và ngược lại, các ý tưởng dự án tham gia cuộc thi có thể phát triển thành đề án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp. Qua những cái chương trình này thì em cũng muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các bạn, là với các bạn hãy bản lĩnh lên và hãy thay đổi tư duy của mình, là dám nghĩ, dám làm và hoàn thiện bản thân hơn từng ngày, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Em là sinh viên Campuchia, thì em đã học 3 năm ở đây rồi. Em đã tham gia cuộc thi Startup Việt Nam, thì nó có rất là nhiều ý nghĩa, và sau khi học xong thì em sẽ mang ý tưởng này về đất nước của em để thực hiện. Cuộc thi diễn ra trong vòng 5 tháng từ ngày 2 tháng 5 năm 2022 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 với 3 vòng thi gồm vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Trong đó vòng chung kết sẽ có 2 hình thức thi là bình chọn online và thuyết trình trên sân khấu để lựa chọn ra những dự án ý tưởng có tính ứng dụng thực tế cao, tính độc đáo sáng tạo, giá trị khác biệt của sản phẩm dự án và tính khả thi của dự án. Dịp này, Trường Đại học Kiên Giang đã vinh danh trao giấy chứng nhận cho các nhóm sinh viên đạt giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp năm 2021.